Ngày này năm ngoái, tôi gặp một anh bạn Sài Gòn. Người giúp tôi biết tới Spy Room là anh. Chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội, đi chơi với nhau một tối, trở thành bạn khá thân. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng và chuyển biến như vậy. Mối quan hệ tiến triển khá tốt đẹp khi anh về Sài Gòn, còn tôi thì bay quay lại cái đất nước mình đang du học. Những câu chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, cho tới một ngày, tôi viết cho anh một email dài khoảng 3-4 trang A4, nhắn anh là mình nên dừng làm bạn, với giọng điệu như trách móc anh phần nhiều. Như vừa đấm vừa xoa, tôi viết: "Hãy chỉ viết lại email cho em nếu anh muốn bash em thôi." Anh chưa bao giờ nhắn lại, mối quan hệ kết thúc từ đó. Mãi về sau này, bẵng đi vài tháng, tôi mới nhận ra lỗi chưa bao giờ nằm ở anh. Nhìn lại các mối quan hệ của bản thân từng có, đang có và từng mất đi, tôi luôn là người tự gắn và mang tới lý do khiến mối quan hệ giữa tôi và ai đó đi vào con đường kết thúc. Và lý do, nói ra thì thật sự tôi đang trách bản thân, là do sự cô đơn kiêu ngạo của tôi. Lựa chọn đây là bài viết đầu tiên của bản thân trên Spy Room. Tôi có phần dè dặt, tôi sợ những lời mình nói ra sẽ bị chỉ trích. Tôi sợ viết xong, tôi lại càng cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn. Đây là một bài học tôi nhận ra khi bản thân sắp đón tuổi sinh nhật 20. Tôi muốn viết ra để bản thân có thể hiểu mình hơn và chia sẻ điều đó cho bạn. Với tôi, nó là một bài học đắt giá. Cái giá tôi phải trả là tất cả các mối quan hệ bản thân từng có. Mình xứng đáng có được nhiều hơn. Cậu nên thế này, thế kia thì mới xứng đáng được chơi với tôi. Tôi không thích cậu vì ABC. Tại sao cậu lại như thế nhở, trong khi cậu không được như ABC? Tại sao cậu không tốt hơn để tôi được hưởng tốt hơn? Có những dòng và luồng suy nghĩ tôi chưa bao giờ từng nói ra, nhưng bản thân tôi đã nghĩ rất nhiều trong vòng nhiều năm qua. 4 dòng suy nghĩ trên là đặc trưng cho những suy nghĩ tôi đã có về các mối quan hệ xung quanh mình. Tôi tự nhận mình là một cô gái ổn, sinh ra trong một gia đình có điều kiện và hạnh phúc, được bố mẹ tạo điều kiện, nên từ nhỏ tôi đã có nhiều cơ hội để thử sức vào các cuộc thi lớn, gặp người này, người kia. Tôi tìm ra đam mê của mình từ sớm và dấn thân rất nhiều vào công việc, theo đuổi nó từng ngày, học cấp 1, cấp 2. Tôi giỏi hoặc chí ít là đã từng, và mọi người cũng nhận ra điều đó qua thành tích mà tôi đạt được. Tôi thích sự tung hô, tôi thích được khen, tôi thích những lời động viên, tôi thích cái cảm giác mà khi bản thân mình đặc biệt, khi mà các post trên Facebook sẽ được cả trăm like, khi lời tôi nói sẽ được lắng nghe. Cảm giác ấy gây nghiện lắm. Tất cả chợt dừng lại cho tới học kỳ 2 của lớp 10. Tôi quyết định tham gia vào một cuộc thi khá lớn và cần nhiều thời gian để tập trung học. Kỳ vọng đặt trên vai tôi, từ nhà trường, phụ huynh tới chính bản thân, tôi tham gia thi đấu trong khoảng 2 năm rưỡi. Xa lớp, chỉ gặp gỡ những người trong cuộc thi, áp lực lui tới, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình không phải là người giỏi nhất. Tôi chọn sự hy sinh những hoạt động tôi đã từng làm rất giỏi để tập trung cho cuộc thi. Dần dần, các mối quan hệ và sự tự tin của tôi ít dần lại. 2 năm rưỡi dần thân, kết quả cuối cùng không được như tôi mong muốn, tôi cảm thấy bản thân mình kém cỏi. Ở bên tôi lúc đó, có những người thân, có gia đình, nhưng vì đã quá tập trung vào suy nghĩ và vấn đề của bản thân, mà tôi dần dần là mất họ. Sau 2 năm, ở cái tuổi 18, khi tôi thấy bạn bè cùng niên khóa đã có những thành công nhất định, có những nhóm bạn nhất định, thì tôi chẳng có gì. Tôi trách móc, sao không ai quan tâm đến tôi, sao không nhìn nhận tôi như cái cách mà tôi đã tự nhìn nhận bản thân của mình. Tôi tuyệt thế cơ mà. Tôi đã nhận được rất nhiều lời khen như vậy từ bé, sao các cậu không nhận ra chứ? Cậu phải thấy tôi tuyệt vời chứ, tôi có làm gì sai đâu. Tôi trách, trách hoài mà không nhận ra rằng chính tôi đây là người đã đẩy họ ra xa. Tôi là người sai. Năm 17 tuổi, tôi đã có một cậu bạn thân lắm, đưa đón, hỏi han tôi. Để rồi vào đợt Tết năm 2018, có chuyện không hay xảy ra với tôi. Cậu biết, trường lớp biết, mọi người biết. Thì tôi lại khóa hết tất cả các trang mạng xã hội, các cách cậu có thể liên lạc được với tôi trong hơn một tháng. Sau này tôi mới biết, cậu bạn đó và những người bạn trong lớp đã quan tâm và lo lắng cho tôi đến như thế nào. Sau đó có vài chuyện, tôi cũng mất cậu luôn, tôi thật vô tâm ra sao. Cũng trong khoảng thời gian đó, có những người bạn thân tôi đã chơi cùng 7, 8 năm, 13 năm cũng có. Có những câu khuyên nhủ không vừa tai tôi đã mạnh tay block và thề tuyệt đối là không bao giờ làm bạn lại với những người này nữa. Tôi bắt đầu quay lại chia sẻ trên mạng xã hội,
những post chăm like tôi từng có giờ chỉ còn lẻ tẻ 30, 40, rồi 20, rồi 7, 8 likes. Ủa, sự tuyệt vời này vẫn thế mà, tôi vẫn ở đây mà, sao mọi người lại không quan tâm đến tôi? Lúc đó tôi nghĩ, mọi người chán quá, với bạn bè đồng niên, lớn rồi, chắc hệ giá trị của các cậu cũng thay đổi, lời hay của tôi thì không nghe, bài tôi chia sẻ hay thì không đọc, các cậu tầm thường quá rồi, các cậu chỉ quan tâm đâu đâu. Tôi mạnh tay unfriend tất cả mọi người trên Facebook, rồi add đi, add lại qua năm tháng, những 3 lần. Tôi không có ai trên mạng, tôi lại nhớ, tôi có người trên mạng, tôi lại đòi hỏi họ phải thích tôi, phải công nhận tôi. Nhưng cũng đừng thân với tôi quá, tôi chỉ cần các bạn tung hô và công nhận tôi thôi. Cái cảm giác này kéo dài tới mãi hè năm 2019, tôi đi gặp và điều trị tâm lý. Hôm đó, đứng trong hội phòng khoảng 300-400 người, tôi được làm một hành động dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tâm lý. Please love me for who I am. Hãy yêu em, vì em chính là em. Tôi nói những lời này với cánh tay mở rộng, mắt nhìn xuống khán đài, lần 1, lần 2, lần 3. Số lượng người trả lời không quá 5 người. Ok, bọn tôi cũng sẽ yêu em. Sau đó vài phút, tôi được phân tích là đừng bao giờ trông đợi hay đòi hỏi tình yêu từ một người khác. Bác sĩ tâm lý nói rằng tôi đã quá cố gắng trong thời gian vừa qua nên dừng lại và just let it be. Ông hứa với tôi mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Những gì tôi làm trong khoảng thời gian qua là biểu hiện của sự ái kỷ, là một vấn đề không chỉ tôi mà rất nhiều người trẻ trong cuộc sống được vây quanh bởi mạng xã hội gặp phải. Tôi chỉ muốn nghe những gì bản thân mình cho là đúng. Tôi giỏi, lựa chọn của tôi là phải đúng. Các cậu có trong cuộc đâu mà biết đúng hay sai. Tôi định nghĩa bản thân bằng những cái tags và lớp vỏ bọc trường chuyên, lớp chọn, vỏ bọc nghề nghiệp, vỏ bọc này, vỏ bọc nọ. Để rồi, nếu bóc hết ra, tôi sẽ chỉ là một con người trần trụi với sự không nổi trội ở một mặt nào cả. Tôi sợ bị nhìn thấu, để rồi mọi người sẽ thấy tôi thật sự tệ như thế nào. Tôi có quá nhiều cảm xúc, sự kiêu ngạo của tôi quá lớn, cái tôi của tôi quá lớn. Để rồi, khi có một ai đó nói cái gì đó không đúng về tôi sẵn sàng xóa bỏ họ khỏi cuộc đời của mình. Rồi sẽ có những người nhìn được sự tuyệt vời của tôi. Tôi mạnh mồm, mạnh mạch suy nghĩ như vậy, nên luôn khư khư cho bản thân mình là đúng, dù đó có là gia đình hay bạn bè. Cùng đợt điều trị tâm lý đó xong, tôi mới biết, không phải là do tôi chán ghét hay khinh thường ai, mà do tôi không thích và chán ghét bản thân mình quá nhiều, nên tôi không thích tất cả những gì đại diện cho tôi, trong đó có các mối quan hệ. Sâu thẳm trong tôi biết rằng, bản thân tôi quá thảm hại, tiêu cực lắm, nên những người chọn ở lại vì tôi cũng tồi tệ chẳng kém ai. Để rồi thay vì chĩa mũi đổ lỗi về bản thân, tôi 18 tuổi lại chĩa mũi sang những mối quan hệ tôi có, trách móc, xa cách. Tôi làm vậy một cách vô tâm mà không mảy may biết rằng nào như mối quan hệ người với người đâu cần nhiều tới thế. Đôi lúc, cái con người ta cần chỉ là sự cảm thông, một lời lắng nghe và ở bên, một câu hỏi han, đơn giản nhưng là đủ rồi. Mất rồi, tôi mới thấy giá trị của một tin nhắn động viên vào tối muộn của người bạn thân cũ sau một ngày đi học. Mất rồi, tôi mới thấy trân trọng những cuộc đưa đón của anh bạn cấp 3. Mất rồi, tôi mới thấy là người với người, tới với nhau là lựa chọn. Trong những ngày, những tuần nằm im trong phòng, ở nơi đất khách quê người, mở điện thoại lên, bạn thân ở đấy, nhưng không có ai tôi muốn làm phiền để kể lể những suy nghĩ của tôi có. Tôi chỉ biết khóc, khóc thầm rất nhiều. Lúc đó, tôi mới thấy trân trọng những người ngày xưa đã nhắn tin hỏi han tôi từng ngày. Tôi cô đơn lắm, mà tôi đâu kêu ai được. Giờ tôi mới thấy cái việc share link nhạc, link báo hay link YouTube thôi. Những hành động mà đợt trước tôi thấy sao ngớ ngẩn thế, mới cũng thật đáng quý và trân trọng biết bao. Mất rồi mới thấy quý. Tới với nhau là lựa chọn, nhưng các mối quan hệ có đi tiếp được hay không, có ổn không là sự cố gắng đến từ cả hai phía. Người với người, ai cũng bận rộn với những suy nghĩ và lo toan cơm áo gạo tiền của bản thân, để ra cho nhau 5-10 phút để nói chuyện hàng ngày, hỏi thăm, thật sự là quý hóa lắm. Tôi dần dần trân trọng hơn những hành động quan tâm đơn giản trong cuộc sống. Cuộc gọi của bố mẹ hỏi han xem tôi đã ăn uống gì chưa. Câu nhắn tin của cô bạn cùng lớp về việc học, việc thi. Và những tin nhắn hàng tuần, hàng tháng của 2-3 người bạn thân mà vẫn lựa chọn ở lại với tôi, dù tôi có vô tâm đến như thế nào. Tôi cũng nhận ra là lòng yêu thương bao dung của bố mẹ và gia đình dành cho tôi lớn quá. Gần 20 năm qua, tôi tệ thế cơ mà. Nhiều lúc, tôi trách bố mẹ nhiều lắm.
nói những lời không hay hay cãi lại. Để rồi bây giờ tôi mới nhận ra họ đã yêu thương tôi như thế nào. Tôi trân trọng lắm. Nhìn lại bản thân như vậy, nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên hay có một cách nào đó để gửi lời xin lỗi tới tất cả những người mà tôi đã từng gây tổn thương. Xin lỗi, thật sự xin lỗi nhé. Vì trên đường đấu tranh với bản thân, tôi đã làm các cậu bị tổn thương. Tôi không cố ý đâu. Nhưng giờ tôi biết rồi, tôi không cần sự tha thứ đâu. Các cậu hãy sống tốt và chăm lo thật tốt cho bản thân mình nhé. Xin lỗi vì đã vô tâm. Mối quan hệ của tôi với anh bạn Sài Gòn kia cũng kết thúc như vậy. Nhiều lúc tôi muốn email lại, hỏi xem anh có trách tôi nhiều lắm không. Xin anh tha thứ và xin lỗi anh nhiều lắm. Vì đã viết một cái email toàn những lời sắt muối và vết thương như vậy, trong khi anh cũng có bệnh lý. Tôi bỏ anh đi, trong lúc hai đứa cũng khá thân nhau. Từ việc nói chuyện hàng ngày, tới mất liên lạc của nhau luôn. Tới giờ, tôi vẫn chưa dám nói lời xin lỗi, dù anh chỉ cách tôi một tin nhắn trên Facebook hay một email thôi. Khoảng cách giữa Bắc, Nam, Châu Á hay Châu Âu, khoảng cách nào đi chăng nữa thì không lớn bằng sự hối hận và sự ăn năn của tôi. Chắc anh sẽ hận tôi lắm. Thật sự, tôi không biết có ai đọc những dòng cuối cùng này không, nhưng nếu bạn vẫn đang ở đây thì cảm ơn nhé. Tôi mong bạn học được điều gì đó từ chia sẻ của bản thân này nơi tôi. Mở lòng mình ra bạn nhé. Vì bạn và mọi người đều xứng đáng được yêu thương. Vì bạn là bạn thôi. Chúc mọi người một ngày hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và share để ủng hộ cho chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!